Em nghiền người cùng đạo luôn cho hả? Nãy giờ không nói, vậy là may mắn quá là đúng không? Nhẹ được một phần không? Nhẹ này nhẹ nhiều à. Tại vì Tường biết mà, bên đạo là họ khó khăn vấn đề đó lắm. Ai cũng muốn giữ cái đạo của mình hết, đúng không? Mình để cho thoải mái, khỏi người mới rồi bó. Mà đã trùng hợp được cái đạo là thấy được 50% thành công ngày hôm nay rồi đó. Giờ em muốn kiếm người bạn trai như thế nào? Em thích những người mà đơn giản thôi, nói ít làm nhiều. Có cái gì thì cũng nói thẳng với em chứ đừng có im lặng. Em không thích im lặng. Rồi ngoại hình? Ốm ốm một xíu ấy, cao hơn em một xíu. Em cao mét mấy? Em cao mét 48 à. 48 à, em cao mét mấy? Sao làm được? Rồi vậy được rồi, xứng đôi vừa lứa. Thế còn em, thích người bạn gái sao? Em thích người cân đối. Hiền với là hai nữa là biết chăm lo công việc, với hai nữa là biết chăm lo trong gia đình nữa. Em không thích càm ràm. Sự càm ràm hay làm như em mỗi lần em làm việc mình về căng thẳng. Căng thẳng nói nữa là em bùng nổ luôn. Chết cha, bên này nói hơi nhiều. Mà vui vẻ nói nha, lúc nó mệt mỏi là bỏ. Em nói là em ra một em ra ngoài không rồi thằng nói nữa là em đi ra khoét uống cà phê với em không bây giờ em nói lại. Trời đất ơi, nhưng mà trong cuộc sống phải có trao đổi nhau chứ mới đúng hiểu. Rồi, nhưng mà phải hiểu và chia sẻ, bởi vậy em mới cần người tìm biết chia sẻ cho mình á. Thì biết chia sẻ là phải nói mới chia sẻ chứ, rồi không cho người ta nói rồi sao được. Không, nói ít là gì, chứ đừng nói nhiều quá, chứ bởi những cái chuyện không đáng thì mình đừng nói. Nhưng mà nói chuyện thiên hạ thì không được, nhưng mà chuyện hai đứa để mà trao đổi, để hiểu đúng nhau, rồi. Để xây dựng thì phải trao đổi chứ. Đúng rồi gì? Ngoại hình. Ngoại hình em không cần gì nhiều, chỉ biết ngoan hiền lễ phép thôi, với lại biết cư xử người đó thôi. Đâu, em có đem hình gì không? Cho chị cho em. Đây. Trong đây có một chàng trai đầu bếp ha, 27 tuổi, thân hình gọn gàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Một cô gái, trời ơi, tôi nhìn ra được tôi chết liền luôn á trời. Đau quá em bó tay nữa. Đưa gì hình gì mà ai mà còn kiếm được, mà còn đưa cái hình cái hồi còn đi học, thắt căng quàng đỏ nữa. Cái này chắc em ngu đường quá vậy. Này coi cho vui thôi em ơi, chỉ đại thôi chứ sao biết được. Ác ghê luôn. Nghĩ là anh này. Đâu, anh này phải không? Dạ, anh mặc quần đen đi nè. Được rồi. Để coi. Chứ em nghĩ này. Lý do sao ta chọn cái cô ngồi đó? Nghĩ là chỉ ngồi mới thấp mới ngồi. Đâu đưa tôi coi, tôi cũng không nhận ra. Chỉ có thấp mới ngồi. Thấp mới ngồi. Thấp là không bao giờ được ngồi đâu anh. Thôi tôi không biết luôn, bó tay. Rồi lát nhờ cô chỉ giùm. Mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem người chúng ta chọn trong hình và người thật việc thật ở ngoài giống nhau hay không nhé. Dạ anh. Tao hai bạn. Hình của em là thế này không? Không phải anh ơi. Chứ em là cô gái nào trong đó? Em đứng kế bên cái con màu vàng á. Đứng kế bên con màu vàng. Rồi hình nhỏ xíu vậy. Trời ơi, rồi. Rồi anh nhận ra ảnh chưa? Dạ đâu? Rồi. Anh đang đứng ngoài bìa bên đây. Đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ bỏ đi, cái đó tham khảo cho vui thôi. Bây giờ nhìn thẳng vào mặt nhau nè. Cảm xúc đầu tiên khi hai bạn thấy nhau là gì? Thấy anh cũng bình thường. Bình thường là sao? Dạ không, tức là anh không có giống trong hình lắm à. Lúc mà mở cửa ra, anh thấy em mặc một cái áo như vậy, diện mạo như vậy thì anh có cảm nhận gì không? Thấy bình thường, không có gì hết. Miễn là mình có công việc ăn làm ăn dính đáng hay nữa. Cũng là bình thường. Hai bạn này bình thường nhưng tôi biết điều bất thường hết. Rồi mời em cởi chiếc áo đó ra. Mình quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Đó. Rồi. Hello em trai. Trời ơi, bữa nay hai người người nào cũng đặc biệt hết trơn hết trọi á. Rồi, bây giờ em trai giới thiệu trước cho chị nè. Nói lớn to rõ. Em là Trịnh Ngân Hòa, năm nay em 27 tuổi. Quê Hòa ở đâu? Ở Bà Rịa Vũng Tàu chị. Hiện giờ đang sống thì với sống ai? Sống ở làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Sống với mẹ em. Hiện tại là em đang làm bếp ở bên Tàu là sóc chảo về món cơm chiên hải sản với chân châu với gà số mỡ gì. À là mình nấu có 3 món đó thôi. Dạ. Em làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được gần đây tính ra là 4 năm. 4 năm. Ủa mà sao làm nghề đầu bếp mà sao? Không phải gì, không mời lắm. Đúng là bàn lúc nào cũng hai bịch sữa cái bên. 3 món ăn chàng trai giới thiệu em có thích món nào không? Em thích cơm gà số mỡ. Trời ơi thôi để... em đừng ăn nhiều nữa nha. Để món về anh làm nha. Đừng làm nữa, đừng làm cho cổ ăn nữa. Để cho cổ ngán luôn đi. Rồi bây giờ giới thiệu, em giới thiệu một xíu nè. Rất em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Thanh Sơn, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang làm công nhân và em có chạy thêm rap nữa. Vừa làm công nhân, vừa chạy thêm rap nữa. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang sống với ai? Em đang sống một mình. Ba mẹ đâu? Ba em thì ở trên nội. Dạ, em ra riêng, em tự lập. Nội là ở đâu? Nội em ở Bình Thạnh. Mẹ em đâu? Dạ mẹ em mất 15 năm. 15 năm. Em dạ. Có anh chị em gì không? Dạ có, em có một chị gái. Chị gái em giờ sống ở đâu? Chị gái em sống với ba luôn. Ủa sao chị gái thì sống với ba mà em thì lại là ra riêng ở mình? Dạ tại vì ở trên đó nó cũng hơi chật á. Với lại
em thích tự lập cho nên là em muốn ở một mình. Thế em ra một mình này bao lâu rồi? Em sống riêng chắc 6 năm. 6 năm sống một mình tự lập. Thế thì em sống gì thì là em có phải là nuôi ba hay gì không? Hay là kinh tế em làm ra là em tự lo cho cuộc sống của em? Em có hỗ trợ để nuôi ba. Em hỗ trợ nuôi ba nữa. Ba em năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba em 70 rồi. À ba lớn vậy đó hả? Dạ. Ba đâu còn lao động nữa đúng không? Dạ đúng. Hai chị em hỗ trợ nuôi ba. Dạ. Và lương công nhân thì được bao nhiêu một tháng? Dạ lương em thì bình quân tầm khoảng từ 5 tới 6 triệu một tháng. Là lương công nhân đó. Dạ. Công nhân thì làm ca hay sao em? Dạ không, em làm thường là giờ hành chánh. Nếu như việc nhiều thì sẽ tăng ca. Làm suốt tuần nghỉ thứ bảy chủ nhật. Em chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Nghỉ chủ nhật thôi mà lương có 5-6 triệu một tháng à? Dạ. Công ty gì làm về gì mà ít vậy? Dạ công ty em hàng thời trang nhưng mà thường là em làm một ngày chỉ có 8 tiếng á cho nên lương không có cao. Ban đêm là chạy xe. Lý do gì nhiều công việc em không chọn, em chọn chạy xe rồi nó có khó khăn gì không? Tại vì em thấy là em cũng thích đi đây đi đó, với lại em thích kiểu buổi tối mà ở nhà không thì nó rất là chán, mà đi ra đường thì nó thoải mái hơn. Với lại chạy xe thì mình vừa kiếm được thêm thu nhập mà vừa đi vòng vòng cho nó thoải mái á, nó không có bị chán. Tại vì chạy em ở một mình thôi. Một tháng em chạy kiếm thêm được khoảng bao nhiêu nữa? Tuần thì em kiếm tầm 700-800 tùy theo. Có tuần nào mà em chạy đều thì tầm 700-800. Em chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Thường là khoảng 4:30-5 giờ gì đó là em chạy cho tới chiều á, 4:30-5 giờ chiều. Chạy tới mấy giờ? Khoảng 8 giờ. Có bữa nào mà khách kêu em đi xa thì có 9:00-9:30 em mới về tới. Nhưng mà thân gái dặm trường ban đêm ban hôm chở khách đi, có khi nào gặp cái gì nguy hiểm hay gặp những khó khăn gì trong nghề không? Dạ cũng có. Tại vì nhiều khi tùy người á, tùy khách. Tại vì cũng có khách thì dễ thương á, người ta dễ chịu thì nó khác. Còn những người mà dạng như người ta cũng hơi khó, ví dụ như mình chạy hơi nhanh tí thì người ta lại nói là chạy ẩu quá này nọ, người ta đánh giá mình không tốt. Nghe cái giới thiệu của bạn gái thì em cảm nhận sao? Em có suy nghĩ gì không về công việc của bạn? Nữ là chín chắn hơn, tự lập cao. Giống em cũng tự lập rất là cao nên em thích những người như vậy. Cái giờ giấc làm việc của em thì sao? Làm từ 1 giờ sáng cho tới chưa là em nghỉ rồi. Là coi như buổi tối là không làm. Cái quán nó mở cửa 24/24 luôn. 24/24 luôn. Đó. Là em làm cái ca 1 giờ đêm. Đúng rồi. Cho đến nó chưa là 1 giờ trưa á. 1 giờ trưa hôm sau. À, em rồi từ nghỉ. 1 giờ trưa nó nghỉ tới 1 giờ đêm. Đúng rồi. Trời ơi cái giờ oan nghiệt trời. 1 giờ đêm làm tới 1 giờ trưa. Nhiều khi mà mấy bạn nữ mà hỏi em kêu sao không đi chơi kìa. Giờ làm nghỉ thì đi là mệt là không có sách làm. Rồi bây giờ giả tỷ vậy rồi giờ hẹn hò nhau rồi đi đi chơi sao? Sắp xếp như ngày thường thì nếu mà không khách đông thì em xin họ nghỉ ngày 2 ngày. Trời ơi cũng khó khăn quá ha. Hèn chi mới cần nhờ tới chương trình nè bây giờ. Ủa mà đúng rồi, thức từ 1 giờ đêm mà đến trưa hôm sau đâu có cái giấc ngủ nào là giấc ngủ ban đêm ngon giấc đâu. Em giống như là em là Việt Kiều vậy đó, em sống theo giờ nước ngoài vậy. Lương khá không em, chị hỏi thiệt, lương ổn không? Không, hồi đó còn cao với giờ nhiều khi làm tới 10 triệu mà tính ra 10 triệu không đủ ăn như hồi làm công nhân. Trời ơi, thời gian đâu đi chơi. Giờ 7-8 giờ tối dậy đi chơi bạn gái rồi đi vô làm luôn, đi nổi dậy nổi không? Chắc đi chắc xin nghỉ 2 ngày. Trời ơi rồi, xong phim luôn, khổ tâm ghê. Mưu sinh vì cuộc sống mưu sinh, ai cũng khổ hết trơn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh tức là hòa đồng trong công việc, giúp đỡ bạn bè. Như là hai nữa là biết quan tâm với người khác. Giống như khó khăn về tiền bạc hay gì em cho mượn, nhưng mà tới hồi mượn cái xong đi luôn. Trời ơi, thôi đừng cho mượn tiền nữa, khổ quá. Tại vì giờ làm chung với chồng mà chị. Giờ không lẽ mình không giúp thì nó. Lẽ gì dù mình lo cuộc sống mình chưa xong để dành tiền lấy vợ nữa chứ. Có dành dụm được đồng nào chưa? Cũng có dư làm nó cũng được 30-40 triệu rồi chị. Rồi cố gắng để dành chứ lo cho mình chứ, giờ mà giúp người ta hoài sao được. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là tính là hay quên, với lại nóng tính không. Nhưng mà đồ đạc của em mà làm trong nhà phòng hay gì á là chỗ cũ, như là em phải để chỗ cũ mà ai mà đụng của em là mà không đúng chỗ là em chửi luôn. Tại vì cái tính của em là ngăn nắp, giống như nấu ăn gì đâu đó gọn gàng phải không? Da của gì là để em chỗ búa hả? Trời, nấu ăn được có búa chứ vậy? Đồ đập mà rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Em biết nấu ăn, em biết hát. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính, với lại em cũng có lúc em hay quên. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó thì em cũng ba mối tình, mà chính xác là chỉ một mối tình thôi, là hồi đó là lúc em bé lên Sài Gòn. Quen cô đó là được một năm xong rồi lúc mà đi làm ấy em thấy quen cũng thấy hợp hợp. Thế xong cái hôm đó cổ đòi lúc mà mượn tiền em chị, để kêu là đi sắm đồ á. Cái em cho mượn xong cái sau lại thấy mượn nữa. Thế xong hôm kia chứ cái này không biết có bắt cá hay tay không à, sẽ mượn hoài. Cái hồi lúc mà cái lần cuối cùng cái sau em không cho mượn nữa, cái cuối cùng cái đi với người khác.
Trời ơi, mượn được rồi cuối cùng mà mất hết nhiều tiền, mượn cho mượn hết nhiều. Lúc 200-300 là gì, không có nhiều nhưng mà kể ra cũng nhiều quá. Cứ mượn lặt vặt vậy dạ, đó. Dạ đúng rồi, như nhiều. Tại hồi đó là đúng quá lớn, không biết nên rút rút kinh nghiệm. Rồi mối tình, có mối tình nào sâu đậm sau này không, gần đây không? Chỉ có được 2-3 tháng là không hợp, thế là không quen. Tại coi như từ đó đến giờ là không quen. Ồ Tâm ơi, còn em sao, em có mối tình nào? Cũng trải qua được 2 mối tình nhưng mà có cái mối tình kia là nó sâu đậm nhất, là em quen được hơn 1 năm. Hai đứa thấy cũng rất là hợp. Nhưng mà quen được một thời gian thì cũng tính tới chuyện hôn nhân nhưng mà gia đình bạn nó không đồng ý, là do là em là người có đạo á, cho nên là hai đứa chia tay. À dạ. Em đạo gì? Em đạo Thiên Chúa luôn. Bạn đó có đạo Thiên Chúa hay là bên đạo Phật các bạn? Em là chú á. Rồi vậy là cùng quê luôn rồi, cùng đạo em. Thì đó, đạo Chúa, bởi vậy cái chàng trai trước là đạo không có đạo dạ. Chúa mới không được, mới chia tay đó. Em ghiền người cùng đạo luôn cho hả? Nãy giờ không nói, vậy là may mắn quá là đúng không? Nhẹ được một phần không? Nhẹ này nhẹ nhiều à. Tại vì Tường biết mà, bên đạo là họ khó khăn vấn đề đó lắm. Ai cũng muốn giữ cái đạo của mình hết, đúng đạo không? Mình để cho thoải mái, khỏi người mới rồi bó. Mà đã trùng hợp được cái đạo là thấy được 50% thành công ngày hôm nay rồi đó. Giờ em muốn kiếm người bạn trai như thế nào? Em thích những người mà đơn giản thôi, nói ít làm nhiều. Có cái gì thì cũng nói thẳng với em chứ đừng có im lặng. Em không thích im lặng. Rồi ngoại hình? Ốm ốm một xíu ấy, cao hơn em một xíu. Em cao mét mấy? Em cao 1m48 à. 48 à, em cao mét mấy? 65 gì? Trời ơi, được rồi, xứng đôi vừa lứa. Thế còn em, thích người bạn gái sao? Em thích người cân đối, hiền, với là hai nữa là biết chăm lo công việc, với hai nữa là biết chăm lo trong gia đình nữa. Em không thích càm ràm. Sự càm ràm hay làm như em mỗi lần em làm việc mình về căng thẳng nói nữa là em buồn ngủ luôn. Chết cha, bên này nói hơi nhiều. Nào vui vẻ nói nha, lúc nó mệt mỏi em là nói là em ra một em ra ngoài không rồi thằng nói nữa là em đi ra quán uống cà phê với em không bây giờ em nói lại. Trời đất ơi, nhưng mà trong cuộc sống phải có trao đổi nhau chứ mới đúng hiểu. Đúng rồi, nhưng mà phải hiểu và chia sẻ, bởi vậy em mới cần người tìm biết chia sẻ cho mình á. Thì biết chia sẻ là phải nói mới chia sẻ chứ, rồi không cho người ta nói rồi sao được. Không, nói ít thôi chị, chứ đừng nói nhiều quá, chứ bởi những cái chuyện không đáng thì mình đừng nói. Nhưng mà nói chuyện thiên hạ thì không được, chứ mà chuyện hai đứa để mà trao đổi, để hiểu nhau, để xây dựng thì phải trao đổi chứ. Đúng rồi chị. Ngoại hình? Ngoại hình em không cần nhiều, chỉ biết ngoan hiền lễ phép, với lại biết cư xử người đó thôi. Đâu, em có đem hình gì không? Cho chị cho em. Đây. Trong đây có một chàng trai đầu bếp ha, 27 tuổi, thân hình gọn gàng, nhỏ nhắn xinh xinh. Một cô gái, trời ơi, tôi nhìn ra được tôi chết liền luôn á trời. Đau quá em bó tay nữa. Đưa gì hình gì mà ai mà còn kiếm được, mà còn đưa cái hình cái hồi còn đi học, thắt căng quàng đỏ nữa. Cái này chắc em ngu đường quá vậy. Này coi cho vui thêm ơi, chỉ đại thôi chứ sao biết được. Ác ghê luôn. Em nghĩ là anh này. Đâu, anh này phải không? Dạ, anh mặc quần đen đi nè. Được rồi. Để coi. Chứ em nghĩ này. Lý do sao ta chọn cái cô ngồi đó? Nghĩ là chỉ ngồi mới thấp mới ngồi. Đâu đưa tôi coi, tôi cũng không nhận ra. Chỉ có thấp mới ngồi. Thấp mới ngồi. Thấp là không bao giờ được ngồi đâu anh. Thôi tôi không biết luôn, bó tay. Rồi lát nhờ cô chỉ giùm. Mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem người chúng ta chọn trong hình và người thật việc thật ở ngoài giống nhau hay không nhé. Dạ anh. Tao hai bạn. Hình của em là thế này không? Không phải anh ơi. Rồi. Chứ em là cô gái nào trong đó? Em đứng kế bên cái con màu vàng á. Đứng kế bên con màu vàng. Rồi hình nhỏ xíu vậy. Rồi. Nhận cái ảnh chưa? Dạ đâu? Rồi. Anh đang đứng ngoài bìa bên đây. Đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ bỏ đi, cái đó tham khảo cho vui thôi. Bây giờ nhìn thẳng vào mặt nhau nè. Cảm xúc đầu tiên khi hai bạn thấy nhau là gì? Thấy anh cũng bình thường. Bình thường là sao? Dạ không, tức là anh không có giống trong hình lắm à. Lúc mà mở cửa ra, anh thấy em mặc một cái áo như vậy, diện mạo như vậy thì anh có cảm nhận gì không? Anh thấy bình thường, không có gì hết. Miễn là mình có công việc ăn làm ăn dính đáng hay nữa. Cũng là bình thường. Hai bạn này bình thường nhưng tôi biết điều bất thường hết. Rồi mời em cởi chiếc áo đó ra. Mình quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Đó, với một cô gái như thế này, ngoài ban ngày đi làm công nhân rồi, hàng đêm còn chạy xe ráp đi nữa, chắc chắn là cũng sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong công việc. Ủa vậy là em làm gì là thời gian em có nghỉ không em? À dạ có, em tự sắp xếp rồi. Tại vì thật sự mà nếu như mà đang chạy quen theo cái guồng của nó rồi mà nghỉ á, rồi mà thêm 2-3 ngày là buồn lắm. Có dư không? Nhà em có nhiều thứ nó xảy ra, với lại nhiều khi cuộc sống của em nó cũng lúc này lúc khác á, nó nhiều biến cố lắm, cho nên là em mới
không có quá nhiều cũng không quá ít, nói chung em là em có thể chia sẻ một hai cái biến cố gì đó mà nó quan trọng trong thời gian vừa qua của em. Ví dụ như là ba em cứ hay bệnh đó, tức là giờ ba em là thực diện là bệnh rất là nhiều, cho nên là hầu như là ví dụ như em cứ phải chi vô này chi vô cái kia, ví dụ là đi khám hay là gì đó, hay là có nhập viện hay là sau đó thì em cũng cán đáng, tại vì gia đình của chị em thì cũng không có được khá giả, tại vì giờ chị em đang giữ cháu nên chỉ có một mình anh rể em đi làm thôi, cho nên là cái số dư của em nó chỉ thấp, nó thấp lắm, nó không có cao. Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho tặng quà. Rồi là em cũng có món quà em tặng anh, không biết anh có thích hay không, nhưng mà quà gì vậy em? Dạ em không có ý nghĩa gì hết, tại vì em thấy là nó hợp với nam cho nên là em mua vậy thôi. Cậu như lịch chị. Lịch đó lại để xí cổ em đó. Chết này quá. Dạ em không có ý đó đâu. Còng em lại, buộc dây lại thay vì dây nịch, thế dây xích đó em. Được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được luôn hả? Em tại sao em tặng bạn gái cái món quà này? Tại vì thường là con gái thích hoa, nên nghĩ là cái hoa rất là đẹp, như em cũng thích là chăm hoa. Nên cái lan thì nó nói chung là cái lan đó là sức sống của nó rất là mãnh liệt chị. Tại vì mỗi lần em làm mệt nó hiền, thường em có hai ba chậu ở nhà. Lúc mà ra bông á là như ra nụ này nó chưa có mùi thơm, nhưng mà lúc mà nắng bươm lên thơm ha, là nó rất là đẹp. Rồi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian nè, để vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Vị Ngon. Rồi mời hai bạn thưởng thức món chả rươi tứ kỳ của nhà hàng Vị Ngon nha. Rồi nhớ vừa ăn vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với nhau. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Tự nhiên nha hai bạn. Em mời anh. Ăn luôn em. Mà thấy món này thì sao? Ngon nhưng mà em không thích vị thì lạ. Mà anh cũng vậy. Anh thì thời gian cũng hơi khó khăn, nếu mà hai thời gian đó vậy em sắp xếp được. Dạ cũng được, nhưng mà nãy anh nói là nếu như mà đi chơi mà để anh nghỉ 2 ngày thì chắc khỏi đi chơi cho rồi. Tại vì nếu như mà anh không có thời gian rảnh đó thì ví dụ một tuần gặp nhau một lần hoặc là một tháng gặp 2 lần là được rồi, không cần phải gặp quá nhiều. Em thích là mỗi ngày là có sự tương tác với nhau á. Trước nay là em không có thích im lặng. Người ta có câu là im lặng là dễ xa nhau. Em cũng nói hơi nhiều á. Nhưng anh có chấp nhận được chuyện đó không? Nói mà biết đúng cái chia sẻ của mình với giống như là của anh với em giờ đang nói là chia sẻ đúng không? Thì anh có chấp nhận được, nhưng mà đừng có nói nhiều mà theo cái kiểu mà càm ràm quá. À, anh không thích. Tại anh nói là anh là người hơi gọn gàng, anh thích gọn gàng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thì là người hơi bừa bộn một tí. Em cũng giống anh nữa là em không thích ai đụng vô đồ đạc của em hết. Đúng rồi. Ví dụ đồ đạc của em là đụng vô thì phải có sự cho phép của em. Mặc dù mình không khó nhưng mà giống như nó là cái bản chất của mình rồi. Quen nó bao giờ mình để đâu rồi, giờ mới dạ, nó tìm nó khó. Để bà nói trước. Dạ đúng rồi, nói trước rồi lấy xong rồi để lại chỗ cũ. Dạ. Em cũng thích như vậy. Anh cho em hỏi cái là anh có đi lễ không? Anh đi lễ sáng sớm rồi. Để làm chừng 4 giờ 5 giờ không? Anh làm giấc 1 giờ sáng rồi anh đi lễ sao? Xin người ta. Giống như mình đi xin xong anh chạy vô làm luôn. Chứ giờ cái thời gian chiều mình ngủ rồi mệt quá dậy rồi sao mình làm rồi. Bây giờ anh cũng đang tính chắc làm hết năm nay chắc anh chuyển qua công việc mới để làm cho thời gian nó thoải mái hơn. Ủa vậy nhà anh là có mấy anh chị em? 4 anh em trai. Dạ anh là Út hả? Anh muốn hai sinh đôi là Út. Tâm sự quá ha, bên hít thở không khí cũng mập, đồ ăn ngon không em? Đồ bếp. Dạ nói chung là được gì cũng ngon. Nãy giờ có tính gì tới chuyện yêu đương hẹn hò chưa? Có. Bây giờ cái thời gian vậy đó rồi, chừng nào hẹn hò bữa đầu tiên? Thì em cũng kêu bạn gái là kêu là cuối tuần thì được, thì em dành thời gian mấy tiếng, có dừng 4-5 tiếng đi. Tình yêu phải trả hàng, trả giá vậy đó hả? Tuần được 4-5 tiếng em thấy ổn không em? Dạ được. Thôi còn trẻ ai cũng ráng lo cài dạ. Ha. Biết đâu sau này về mình hợp lại nhau rồi kiếm cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi 1-2. Không, mà nếu mà bạn nữ mà không chịu thì em cho về dưới Vũng Tàu cũng được. Tại vì nhà dưới Vũng Tàu giờ mẹ con kia thì ai cũng ở dưới thì cứ ở, còn muốn làm gì trên đây thì cứ ở. Nhưng mà mai mốt làm công nhân thôi chứ lấy vợ lấy chồng rồi thì buổi tối ở nhà cơm nước vợ chồng sanh con đẻ cái nữa chứ ráp gì nữa. Anh ở Vũng Tàu mà chỗ nào mới được? Ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu em. Ngay chỗ cổng chào Bà Rịa hả? Đúng rồi. Nhưng mà đi rồi lại ngay chỗ em biết là cầu Đồng Sơn không? Em không biết, em chỉ biết bánh canh Long Hương thôi. Cứ nhắm cả ở đó được rồi. Nếu như ở cái khúc đó thì chắc là chị buôn bán thôi chứ không làm được gì hết. Có em, nếu thế này anh nhắc lên công ty cho em làm luôn, tại vì quen đầy ở trên đó. Quen đầy. Tại vì công ty thì cũng được.
Thôi được. Nếu như có công ty làm thì được. Nói chung là chị đó. Tại vì đáp cái chữ về tới Vũng Tàu. Thôi bỏ cái chạy đó, mai mốt không có chạy xe nữa, mình làm gì đó thôi. Chạy chi chạy hoài ở nhà lo. Giờ chạy xe giờ nói chung là không có ăn đâu em. Giờ anh làm này còn không có ăn nói gì giờ chạy xe quá. Bây giờ ví dụ ngày hôm nay mà chúng ta đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ trong cái mối quan hệ này mình sẽ tìm hiểu nhau khoảng bao lâu? Năm hay 2 năm, tại vì em làm cái này do không được xong rồi sẽ mở quán. Có cái nguyện vọng là mở quán. Mở quán rồi xong rồi em sẽ nó dồn lại một lúc rồi xong rồi. Ví dụ mở quán vợ phụ quán với mình luôn. Thôi chứ gì, để cái đó tại vì em đã chính xác cái đó là em mở đó để làm nhiều khi để không có người ngoài xâm nhập vô là mình không kiểm soát được. Chị thấy cái đó hợp lý đó, làm cho mình hợp lý đó. Còn em nghĩ sao? Thì theo em thì cũng khoảng cái tầm đó là được. Tại vì giờ em cũng đang còn vướng bận gia đình á. Em cũng nghĩ là nếu như mà mình lập gia đình á thì mình sẽ không có chu toàn được bằng gia đình mình. Tại vì mình còn nhà chồng nữa, mình còn chồng nữa. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó em thấy là ok. Nhưng có một chuyện nãy giờ chị chưa hỏi em nè. Cổ đó là hiện giờ đang chạy xe công nghệ. Khách thì bắt trên app thì có thể là có trai có gái, ông già bà lão trẻ em. Không quan tâm gì. Bây giờ thí dụ như là cổ chạy xe mà sau lưng cứ mấy anh ngồi sau lưng đó rồi em thấy sao? Em không quan tâm. Sao không quan tâm? Tại lần hồi đó em muốn mình chạy đúng không ấy là em muốn mình chạy. Em là con trai còn giờ ta con gái. Rồi nhưng mà gì? Cái đó ông nào ông dê sồm cũng ngồi cũng sát sát rồi. Thấy mà cái đó thì em cho xuống xe luôn. Chưa có ai làm gì em được hết. Lý do? Tại vì em thuộc dạng là em là nữ nhưng không phải là bánh bèo. Cho nên là hầu như khách không ai đụng vô được em hết. Ví dụ bây giờ em có một người bạn gái nhiều vợ mà giờ vẫn đang làm cái nghề đó thì em có một cái lời dặn dò gì cho bạn gái của mình? Đi đường nếu mà cảm thấy mà giờ khuya đừng bắn thì em khỏi đi. Chạy tới đó rồi bắn lai qua chờ tài. Học võ đi, hậu vệ. Đâu, võ cần gì, em không có. Em có võ hả? Đứng lên. Thầu thủ dài đường tôi coi võ gì. Bốc xin với lại mà Thái. Đâu, làm thử một miếng tôi coi có bảo vệ được người yêu không nè. Như vậy đúng không? Em vừa vô đúng không? 1.000 rồi. Thầu không là người ta vừa xếp tới em để có chỗ sáng ngày đây. Bập vô. Thầu không để lên luôn. Lên luôn vậy luôn. Đây ngay đây. Đây đây biết mà vô thái bí nha. Jenin mà bây giờ bạn gái là bạn đang chạy xe nè. Đây là xe đúng không? Rồi. Em đang chạy xe. Nè. Đúng không? Giờ người ta làm như em vậy hay sao em đỡ? Em phải là đỡ tay lên. Đỡ tay như vậy. Đó. Đó. Nè, vô nè. Đỡ, thấy không? Làm đấm cái này luôn. Thấy không? Đấm. Làm thử. Làm lại này. Đó, đấm này nó chết. Ví dụ thôi, làm thử ví dụ thôi. Vô, rồi. Rồi, 1, 2, 3, đỡ. Đó là anh đỡ chứ không là phải lại luôn. Ủa rồi đó, giờ đi rồi có ai có học võ gì không? Dạ không chị ơi. Giờ rảnh hai đứa đi học võ đi. Thứ nhất là thể dục, tập thể dục cho ấm bóp nha. Rồi. Này em cho kiêng lại chứ không à, để mốt lên ký đâu mà đem. Rồi, thôi được rồi, bây giờ nè, chị Tường cho hai bạn 30 giây nữa nhìn thẳng vào nhau. Hôm nay cuộc gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào? Trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 30 giây nhìn nhau bắt đầu. Dùng thì cái này gặp em là cũng cái duyên rồi. Nói chung thì đến hay không đến được với nhau á thì anh cũng coi như là bạn. Nhưng mà em thì hôm nay em lên chương trình thì em cũng hơi run á. Nhưng mà em, cái mục đích em lên đây á là em muốn tìm một người tử tế đàng hoàng thôi. Cái công việc của anh á thì em thấy nó cũng khá là vất vả đó. Muốn hẹn hò gì đó thì anh nói ok thì em sắp xếp công việc được. Tại vì công việc của em là cái công việc rap là em đúng thích thì chạy, không thích thì thôi. Dạ, em off bình thường, không anh có gì hết. Nhưng mà anh thua là anh á, tại vì nếu như anh cảm thấy quá mệt thì anh cũng không cần phải hẹn đâu. Hoặc là một tháng mình gặp nhau 2 lần cũng được. Chứ không nhất thiết là phải ép buộc nhau vô trong cái khuôn khổ đó. Để chi? Để làm khổ nhau chứ làm được gì đâu, đúng không? Hay quá, nói hay quá không biết hát hay không nè. Hát bài của Akira Phan nha. Cuộc sống có lung, dòng sông có hung. Ta chia tay sẽ đẹp hơn. Miên cương sẽ không hạnh phúc. Miên cương chỉ làm thêm đau. Từ nay tôi sẽ không còn tin ai. Vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ quyết định tôi. Tôi sẽ chia lìa em. Để có nấu được yên giấc. Trời đất ơi, mới gặp bạn gái mà hát cái gì tôi không tin rồi. Gì mà chia tay rồi này kia đau buồn không vậy? Rồi em có bài gì làm cho anh khúc luôn nè. Em thì em hay hát nhạc buồn kiểu chia tay giống vậy luôn. Rồi trời, lỡ hai đứa chia tay luôn. Chia tay nhiều khi nó dội ra cái nó sáp vô. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi.
Trăng sờ ướt vai vì khi ngoảnh lại, lòng em từ lâu đớn đau rồi anh ơi. Trời ơi hay quá, sao thấy giọng của hát tuyệt vời không? Giọng ấm gì? Hay quá, này chắc vừa chạy xe vừa lúc mà nghêu ngao hát mình đây nè. Đúng không? Rồi, thôi được rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thật tuyệt vời, đôi đèn đã sáng lên. Mời hai em qua bên đây. Trước tiên, đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng hai em để có thời gian mình xem phim tìm hiểu nhau. Đây là phần quà của chương trình gửi tặng em để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cô gái rất dễ thương, bản lĩnh, nữ nhưng không bánh bèo, chạy xe công nghệ là tuyệt vời. Một chàng trai đầu bếp có một tương lai hoài bão cho riêng mình cũng rất là rõ ràng. Hy vọng rằng hai em có thể kết hợp được với nhau để tạo dựng một cái tương lai sự nghiệp ổn định cho hai đứa về sau này, một cái mái ấm của gia đình mình. Hy vọng như vậy, chị rất là chờ đợi cái ngày mà một năm nữa hay gì đó cũng được, hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình nha. Chương trình sẽ tiếp tục theo dõi hai bạn, nhớ có tin gì là báo liền nha. Không cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay bà Mai lại thành công quý vị nha.